Xin chào các bạn, tôi là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine, 122 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Và kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2011 thì Salim đã có 9 mùa xuân ở Việt Nam. Và Salim đã tham gia vô cùng nhiều chương trình liên quan đến văn hóa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Salim tham gia một chương trình gọi là Nhập Gia Tùy Tục. Mà có thể nói rằng Salim đã gọi là bày tỏ về cái quan điểm của Salim một cách hết sức gọi là thật thà và thẳng tính. Nhưng mà Salim cực kỳ phản đối và hoàn toàn không bao giờ ủng hộ việc tổ chức các cuộc thi về sắc đẹp. Salim có thể nói rằng hôm nay và trong chương trình này thì Salim mới có thể cảm nhận chính mình luôn ấy. Xin lỗi, em có ý nghĩa khác, em có ý nghĩa khác. Vì tất cả mọi người sự phản đối. CeeJay phụ nữ. Muốn phản đối thế nào là phản đối. Trong chương trình này thì Salim có rất nhiều trải nghiệm rất là hay, mà ấn tượng nhất là gì? Là Salim thấy rằng là hầu như tất cả các bạn tham gia chương trình đều có một cái ý, nhưng mà luôn luôn Salim là có một cái ý phản đối. Và Salim đôi khi kiểu cảm giác là kiểu mọi người đang ghét mình ấy. Là văn hóa mà, mình giáo lưu văn hóa. Văn hóa là gì? Sự khác biệt giữa con người. Mọi người quý Salim hay không? Đó là do mọi người, nhưng mà Salim sẽ nói sự thật. Salim sẽ nói sự thật. Đúng. Dù có mất lòng, Salim biết rằng nước gọi là thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng. Đấy, chúng ta tóm lại sẽ gọi là hiểu để yêu và tôn trọng lại nhau. Các bạn hãy đón xem chương trình Nhập Gia Tùy Tục trên kênh VTV3 là lúc 8:30 tối ngày thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 nhé.